trong một trang trại ở thị trấn Aosun phía nam Nam Phi. Hàng trăm con đà điểu vươn chiếc cổ dài, lắc lư bộ lông dưới ánh hoàng hôn. Những đôi chân dài lêu nghêu của chúng làm bụi đất bay lên mù mịt. Có hàng chục trang trại như thế này nằm rải rác ở Aosun. Mỗi con đà điểu thường cho khoảng 1 kg lông. Chúng ta có thể sử dụng cả lông thân, lông đuôi và lông cánh. Những chiếc lông vũ có độ dài ngắn khác nhau. Từ quần áo, giày dép cho đến khăn quàng cổ, túi sách, khoảng 70% sản phẩm sử dụng lông đà điểu tiêu thụ trên toàn thế giới có nguồn gốc từ Nam Phi. Hầu hết số lông đà điểu này được sản xuất tại thị trấn Aosun, nơi có khí hậu khô nóng phù hợp cho việc chăn nuôi đà điểu. Từ những ngày đầu thị trấn thành lập, thời trang đã là thị trường chính cho nông dân địa phương. Họ nuôi đà điểu lấy lông, cung cấp cho các cơ sở sản xuất mũ và váy. Sau khi được làm sạch và phân loại, những chiếc lông vũ màu trắng hoặc đen tuyền vốn có giá trị cao nhất được bán cho các hãng thời trang cao cấp trên thế giới. Công ty CKI chuyên làm nhiệm vụ xử lý lông đà điểu, mỗi năm cung ứng ra thị trường khoảng 100 tấn lông chim đà điểu. Nếu muốn thấy sản phẩm từ lông đà điểu của chúng tôi tốt như thế nào, bạn hãy xem Met Gala ở New York, nơi quy tụ những người nổi tiếng mặc những bộ quần áo lộng lẫy được làm từ lông đà điểu. Rất nhiều nhà thiết kế lớn đã nhập hàng từ chúng tôi. Giờ đây, lông đà điểu của Nam Phi đã xuất hiện tại nhiều sự kiện lớn trên thế giới, từ các sàn diễn ở kinh đô thời trang Paris, Pháp, cho đến những lễ hội, đường phố Carnival nổi tiếng ở Brazil. Giá 1 kg lông tơ đà điểu thường lên tới cả nghìn đô la Mỹ. Không chỉ vậy, da đà điểu cũng được xử lý để làm túi xách hoặc để bọc ghế hoặc làm đệm dưới sàn ô tô.